Rồi hello anh em, thì hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2023 nha anh em. Thì hôm nay thì em lên một ít chim dòng còn lại cửa hàng của em. Thì chắc bị chuẩn bị về chim con đồ đó anh em. Đó thì ở đây em còn ít than bổi nè. Đó, than bổi nha anh em. Đó thì em bán đồng giá cho anh em nha. 250 một con, 250 một con nha anh em. Than bổi thì mẫu này thì mẫu hot, mẫu trung chim. Trung chim thôi nha anh em, không quá to cũng không quá nhỏ. Kiểu mẫu hot anh em nuôi ở nhà bình thường. Bình thường thôi chứ nuôi mà để mà vô khuôn mẫu để đi giọt cà phê thì hàng này chưa đạt tiêu chuẩn nha. Đó thì em bán đồng giá cho anh em 250, tại vì mùa này cũng bắt đầu vô mùa sinh sản anh em. Nó bắt đầu nó cũng bắt cặp rồi. Đó nên là anh em giờ chiếm chim chim đẹp, thường thường thì mấy chim đẹp thì bắt đầu nó bắt cặp anh em, nên anh em thợ rồi để cho nó sinh sản. Đó nên cũng ít lắm. Đó thì ở đây em còn ít than bổi này thì em bán đồng giá cho anh em nha. 250 một con. Đây thì hiện tại em còn tầm khoảng chục con anh em. Đó. Đây, giống như cái con lòng màu xanh dưới đây anh em. Đó rất là đẹp. Con này mẫu xè nè anh em. Đuôi là tướng nhãn rất là đẹp. Con này thì cao cầu dài đòn đúng chuẩn mẫu hot luôn anh em. Đây, hoặc là con lòng số 52 này anh em. Đó, con này thì đánh đuôi anh em. Đó, thì em bán đồng giá cho anh em nha. Đó là 250 một con nha anh em. Thì anh em thích thì anh em gọi cho em, anh em nào ở gần em thì cứ qua lựa, còn anh em nào mà ở tỉnh đó thì cứ nhắn tin Zalo cho em, thì em sẽ quay từng con, em sẽ lựa mẫu cho anh em, thì em gửi Zalo cho anh em xem nha. Anh em chốt nhé nha. Rồi ok nha anh em. Chắc hết bung rồi. Đó, bung rồi. Xin chào anh em, hôm nay em sẽ lên clip một em khuyên mùa nha. Em khuyên này là ba mùa chim lông mới nha anh em. Hót thì bộ rất là đẹp, mở mỏ rất là lớn nha, thu đầu nhẹ. Trong giọng của nó là có một ít giọng lạ nha. Chim đứa bộ rất là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy bộ lứa đó nha, rất là chuẩn chim nha. Chim này đã ba mùa rồi nha anh em, không thật lỗi gì nha. Lông mới nha, hiện chim mình đang trang thành số 1 nha anh em. Anh em xem clip nghe giọng nó có tí giọng lạ nha. Thì con này mình bán cho anh em giá 1,2 triệu nha, hai xuân nha. Anh em nào thấy hợp ý thì inbox giùm em nha. Đó anh em thấy không, họa đều dày đẹp nha, chim lông mới nha anh em. Con này thì anh em có thể tập đấu vàng nha, tại vì mình cũng chơi vàng rồi nha, mà vàng thì vàng nhỏ thôi nha, chưa có vô vàng lớn nha anh em. Tông mỏ rất là ngắn nha, vừa đủ 7-8 năm nha anh em. Con này anh em có thể luyện đi thi cũng được nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ lên lại thêm một em đất nha, chim đất con mùa này nha anh em, mùa 2022 nha anh em. Đã tròn 1 năm rồi nha, tấm táp ok, giọng hót rất là hay nha. Chim rất là dạng nha anh em, dạng người không tật lỗi nha. Đó anh em xem bộ nè, bộ này bộ nhỏ nha chứ không phải bộ chung nha. Lúc mình lấy mình bắt đó là chim con là bộ rất là nhỏ nha, mình nuôi hôm nay là cũng là hơi lớn rồi đó, bộ rất là nhỏ chim. Tấm táp ok nha anh em, về anh em có thể sang tất cả các lồng của tấm của anh em vào được nha. Mới về thì chắc chắn là sẽ hơi nhát nha, anh em tập từ từ là sẽ về lồng tấm thôi nha. Chim đá hay luôn nha. Rồi mình để cho anh em con này giá 2,2 triệu nha. Anh em nào cần thì inbox cho mình nha. Mình bao tất cả các đặc lỗi nha. Rồi cảm ơn anh em xem biết nha. Chào anh em.
Đây là con chim mà thợ bên em bẫy được nha. Đó, con này thì em có thu lại của thợ là 600 ngàn nha. Em bán 650 nha. Bao trống cho anh em, bao giọng cho anh em. Giọng hay. Lông lá đang đổ để mà thay nha. Rồi, nếu con này trong clip này em không bán được thì em sẽ clip sau em sẽ quay con này chơi và sổ bọng cho anh em xem luôn nha. Nói chung thái độ ok. Gấu. Đó. Cái tách đỏ của nó với cái đuôi đó, đó đó đó, sổ bọng đó anh em, mới sổ bọng đó, bọng chát, chim tương đối thuần, tính giờ độ thuần cũng phải được tầm 70% à. Để em gán em quay nó sổ bọng cái cho nó dễ đó. Em bán 650 nha anh em. Rồi nó đòi đấu mà đấu với cái con sơn ca ở bên đây nè. Rồi em lên tiếp nha. Hút mật sát pháo nha anh em. Con này cũng bẫy được à. Bẫy được, vừa bẫy được đưa vô lồng, quất cám cứng đàng hoàng. Bao anh em cám cứng, tấm táp ok. Hót có nhiều giọng rất rất là lạ. Sát pháo em bán 500 ngàn nha anh em. Con này là nhân viên bên em bẫy được chứ không phải là thợ bẫy nha. Yeah. Rồi em lên tiếp nha. Chào màu Indo à. Con này mùng lân. Đó. Con này em bao trống cho anh em luôn nha. Con này em bao trống. Con này em bán là 900 ngàn nha. Không có một cái tật lỗi nhỏ nào cả. Màu Indo nha anh em. Quay vào màu ở đây mà mớ bên trong nó sổ mầm ra. Mấy con AV em ra. Ghê ghê ghê. Nó mới bùng cảnh nó đấu con này nè. Đó. Màu Indo thì anh em đừng quan trọng nó chơi như thế nào nha. Cơ bản ghép AV nuôi rất là ok nha. Ghép sinh sản thì em thông báo giới tính để mình biết mình sắp cặp nuôi AV thôi, chứ còn không phải là để con chim đấu như thế này như thế kia đâu. Rồi, chào màu Indo 900 nha anh em.